khí công là đừng bao giờ là tưởng tượng khí chạy gì hết á, cái tưởng tượng khí chạy là sai hết. Trong người nó không có khí, con người không có khí chạy gì hết á. Cái khí trong người tức là nó ở ngoài, nó gọi cái tài năng, khi tập luyện thì nó thành cái đó thôi, còn nó chạy như thế nào đừng tìm hiểu. Giống như bây giờ mày, một người sửa xe, nó sửa một cái xe canh lửa canh gì, nó sửa khi nó lớn, nó biết sửa, nó làm vậy là sửa được. Khi nó thành thành hình một cái tài năng đó thì nó biết cách làm để thành cái đó, thì nó gọi là cái khí sửa. Ví dụ nó canh lửa, nó cầm cái vô lăng thì nó nắm vô lắc, nó lắc nó nổ. Lần đầu nó biết rồi, sao nó thấy có cái cảm nhận đó, nó hiện ra, nó biết là nổ rồi. Thì cái cảm nhận khi nó hiện ra cái đó là cái tài năng, nó là nó biết canh lửa, mà biết canh lửa nó nhập cho người, nó gọi là cái khí nó chạy để nó canh lửa được. Cái khí trong cơ thể vận hành nó không biết, nhưng nó vẫn là nó. Cho nhiều mình học lúc mình chưa đi học, mình cũng là mình, nhưng mình học lớp 10 trong người có cái văn hóa lớp 10, trình độ lớp 10 thì mới nó đâu, cái khí lớp 10 nó chui vô là cái khí đó, là cái đó là cái tài năng. Nó thành cái thông thạo. Bởi vì thế bạn, thì cái người sửa xe nó làm hoài mấy ngàn lần cái, nó làm lần thứ 1.000 lần, nó làm một cái là được, làm một cái là được liền. Còn người thi công vậy, tập 1.000 lần làm thứ một cái nữa, hết bệnh, làm cái hết bệnh liền vậy thôi, chứ nó không phải vận khí vậy đó. Đó là cái hiệu vậy. Thành ra khi tập xong rồi cái số cái đó gọi là khí, tức là để theo cái đó gọi là cái tài năng. Một động tác đó tập hoài thì nó biết cái động tác đó, nó có tính chữa bệnh. Khi tập giỏi nó quơ cái chữa bệnh được liền đó, vậy thôi. Khi cái đó là những khí công, tức là nó dạy cho người ta là cái tế bào nó khôn ra, nó biết cách đối phó khi bệnh tật vậy thôi. Và cái kỹ thuật đó là cái đường bên trong, những cơ chế của cơ thể nó vận động nào không cần tìm hiểu. Bây giờ nói tại sao tôi học 10 năm vậy, tôi giỏi lớp 10, hỏi sao tôi nói được. Người ta đơn tao có ăn học gì hết, người ta học có tự nhiên tôi giỏi lớp 10. Giờ sách lớp 10 tao đã coi tao hiểu hết, tao học đại học sách tất cả sách dưới đại học thì hết. Hỏi cái khí nó khí gì, cái đó là cái tài năng, tức là trong người nó có cái đó vô người, thành ra mình có một cái khí, tức là cái cấp cao hơn, cái trình độ mình cao hơn trước. Loại khí cấp 2, cấp 3, ví dụ như lớp 1 là khí 1 này, lớp 2 khí 2, lớp 3 khí 3, lớp 10 khí 10, lớp đại học 10 khí 12, lớp 14 năm là khí 14. Vậy thôi. Mà khí 14 nó có nhiều cấp giỏi dở nữa, mày cứ 10 điểm có thằng 2 điểm sao? Đó, thực ra cái khi mình tập nó lên đỉnh cao của nó là tùy cái người tập luyện nhiều ít và khả năng, cái đó là hiểu về khí vậy thôi. Đừng có tưởng tượng khí nó chạy từ điểm này qua điểm này, không có. Khi nó cái người ta tìm hiểu khí công khi tập xong thì cái khí nó chạy vậy đó, nhưng mà đừng có tìm hiểu nó vô hình, nó đi kệ nó. Khi mình tập xong thì biết cái đường nó sẽ tập đó. Còn cái khi giờ thở này, giai đoạn một thì thở thẳng khí công là tập ở bụng, có một cái vùng để nén cái, để cho nó chứa năng lượng. Cái vùng chứa năng lượng của cơ thể người nó nằm dưới bụng dưới. Bây giờ sao muốn chứa là phải cái bụng, khi có gì đụng vô nó không cho vô, nó là tạo thành cái phản xạ là dạy tế bào là mày đừng cho cái gì vô chỗ đó, là một. Thứ hai rồi ở chỗ đó là cái thở vô hình chứ không phải thở phổ, thở hữu hình trên cái phổ vô hình chứ. Thật ra hồi trước mình hít vô cái mình chỉ để ý tới cái ngực, bây giờ để ý bụng vậy đó, nó dặn nó cái cách nhẹ. Cái đó là cái kỹ thuật giống như canh lửa vậy. Canh thứ nhất canh cái bụng phình lên, canh thứ hai là phình lên mình nín lại để coi nó giữ cái độ phình bao nhiêu lâu, không thôi phình chút nó xì mẹ nó mềm lại. Đó là giai đoạn thứ hai. Và đoạn thứ ba là có cái hậu môn nó níu phía trước này. Níu trước tức là nó cố tình nó đem cái hơi ép nó xuống cái dưới đó, là hiểu vậy là được rồi. Muốn đem cái hơi ép nó xuống dưới cái hậu môn, mà xuống cái hậu môn tức là cái vỉ lư, tức là ở đó có cái xương cùng, nó muốn đem cái hơi xuống nó qua xương cùng nó còn sống thì nó dùng cái đó. Bây giờ bài thứ tư là bây giờ này, hít vô mình kéo xuống, hít vô kéo xuống, thở ra là kéo họng mình qua mình một, tức là kéo cái hơi ép nó xuống cái hậu môn mình xuống, đẩy nó qua lưng, cứ đẩy qua tới lưng rồi vậy nhíu này, phình hiu rồi thở ra, nhíu hậu môn thở ra đó. Phải tập cái cách đập nó phải dùng tĩnh, dùng dùng tại cái kinh nè, thức nghe nó thức, cái này là một hậu môn lưu thường khuyết này, thấy không? Cái này là hít vô, là thở ra đó.
đó là lên lưng đó, làm cái thực hành cái tập gì cũng cho quen là không người ngồi im mà làm cái đó. Đó, khi tập này nè thấy không nè, hít vô đó thì nhíu hormone nó vô rồi nó co lên này. Cái đó là hậu môn lôi mịn môn, cái hậu môn lôi mịn môn này, cái này là hậu môn lôi môn, còn cái này hậu môn lôi thượng khuyết, cái đó là động công làm quen là hồi nhíu đít ngửa đằng cái là nó chạy ra sau lưng liền, còn cái này nhíu đít cúi xuống thấy ở bụng nó chạy xuống hậu môn, còn kiểu vừa lên nhé nhíu đít ướn nó một cái là thấy ở hậu môn nó bắn lên mình vô, cái đó là động công tập khi nào nó thành cái cảm nhận rồi ngồi thở tập cái đó, mà thở gì vô ba xả ba bắn thôi mình vô vậy thôi, nhíu người ta tức là nếu mà dở thì ướn lại thành bởi giờ thành người mới tập tĩnh công mới đạo phải cúi xuống ngửa ra cúi xuống ngửa ra quen cái cúi ít dần cúi ít dần ngửa đó, tức là cái đầu lúc là sẽ thấy nó hơi nghiêng chút, hơi nghiêng chút à, còn người dở phải nghiêng nhiều ngửa nhiều cho nó thấy ngắn nhiều, dần người, người giỏi đứng vậy nhích cái đó sao rồi tập sao thành cái tự động, đó là bị bỏ bài bộ bài bốn cách thở là thở ra thở năng điện, thở năng điện tức là nó ép trước lấy khí trước đẩy sau lưng, lấy khí trước đẩy sau lưng tập cho nó quen, cái đó là cái tam giác khí hải là từ rúng xuống cái hội âm lên cái đó là thành cái tam giác, cái hình giác này. Đó trong cái hình là thấy đó, cái đó gọi là thở tăng điện, bài đầu tiên tất cả người luyện khí là phải tạo ra cái hình tam giác này cúi xuống rồi cái này dưới đây ngửa đây dưới đây thì mình cuối cùng nó xoáy, cái tập qua cho nó xoáy xoáy này phải 36 lần, cái tập phải thở 36 lần cái này nó nóng bụng lên mình tính giai đoạn nó khoan thấy ở đâu đó. Giai đoạn đó nó gọi là luyện tam giác khí hải là bài bài thứ tư đó, là đó làm nhanh thế nè vô đây. Là cứng thằng liền hít vô lực nhíu trước thở ra cứ dạy hoài mà không cho lên lên đầu nha, nó xoáy tròn xuống đây nó lại ra phía trước cứ sẽ vậy cho nó quen 36 lần khi nào nó nóng mới tính, cái đó gọi là thở.